Thực ra cái ý tưởng mà từ cái các cái dùng cái cảm hứng từ các cái ý tưởng tương tự thì nó cũng đơn giản các bạn. Chủ yếu là mình xem nó, mình hình dung nó giống cái gì để chúng ta bắt chước theo thôi. Thì đó là cái ý tưởng để chúng ta có thể đưa ra nghĩ là các cái ý tưởng giải pháp cho mình. Giả sử như thì nói ví dụ như là các bạn về cái giải pháp về quản lý sức khỏe thì nói ví dụ vậy, về quản lý sức khỏe như vậy thì các bạn nghĩ hình dung là cái app quản lý sức khỏe. Như vậy thì chúng ta cũng có thể bắt chước một cái app, giả sử như thầy có thể lấy ý tưởng từ cái app của trên điện thoại về Google Maps này hả, như vậy có giọng nói để mà nhắc nhở như vậy. Thì đó là một cái ý tưởng là mình lấy cảm hứng tương tự đấy, từ bây giờ mình đang quản lý sức khỏe nhưng mà lấy cái ý tưởng là gì, Google Maps đi đường cái bắt đầu là đến đâu cái nó chỉ mình quẹo rẽ gì đó. Thì vậy thì cái app về quản lý sức khỏe cũng có thể là gì, nhắc nhở giả sử như nhắc nhở để vận động nhưng mà bằng giọng nói, nhắc nhở để quản lý cái chuyện ăn uống thì nhắc nhở cái chuyện ăn uống chẳng hạn như vậy đó. Thì đó là một cái mình lấy cái tương tự từ những cái khác và mình ráp vô cái của mình, cảm hứng tương tự là vậy thôi. Đây là cái dễ nhất, cái kỹ thuật dễ nhất để chúng ta làm sao mình thì chúng ta có thể lấy ý tưởng từ những cái khác để mình ráp vô để mình có ý tưởng cho cái giải pháp của mình. Còn cái ý tưởng về phá hủy tái tạo thì nó là chẳng qua nó là cái nghĩa là chúng ta sắp xếp lại cái quá trình nó theo những cách thức khác nhau thôi. Như là một cái công đoạn để sử thử nói ví dụ công đoạn sử dụng điện thoại hay là công đoạn sử dụng app theo trình tự như thế này, người ta nghĩ xem là có cách nào sắp xếp theo kiểu khác không, cũng mới trình các cái trình tự các bước mình sắp xếp lại theo kiểu khác, nghĩa là chúng ta phá hủy cái những cái truyền thống đi và chúng ta ráp lại theo những cách thức mới xem là nó có thể là cái ý tưởng mới được không, nó chưa phải là khả thi hay không, mà đó là ý tưởng thôi. Thì cái đó là cái mà nếu chúng ta làm được nhiều, nếu mình làm được nhiều là một, và thứ hai là cái ý tưởng mình để cho nó rộng ra, nó không có bị hạn chế giới hạn gì đó, thì các bạn sẽ có thể có được nhiều các cái nguồn ý tưởng mới cho cái giải pháp các bạn. Đó là một cái mà nó bị thầy cảm giác là nó bị thiếu, nó cũng có thể do cái hạn hẹp về cái chuyện mà các bạn là online, cho nên là mình không có thể phối hợp để mình làm với nhau được tốt. Nhưng mà nếu như mỗi bạn mà tự biết được thì mỗi bạn cũng có thể storm theo đó là rất nhiều ý rồi sau đó ta gửi cho tổng hợp lại thì cũng được. Thực ra mình không, nhưng mà cái đó thì nó mất đi cái ý của cái ý nghĩa của cái design thinking. Mình muốn làm cùng với nhau để chúng ta trực quan thì nó sẽ giống như kiểu là nó kích thích cái sự tưởng tượng của mình tốt hơn. Là các kỹ thuật để brainstorm và mục tiêu là chúng ta càng nhiều các ý tưởng cho cái giải pháp của mình càng tốt. Tại vì mình có nhiều ý tưởng lúc đó chúng ta mới lựa chọn nó dễ chứ, còn chúng ta có ít cái ý tưởng thì mình sẽ lựa chọn nó khó hơn. Thì đó là cái dùng cái kỹ thuật để về brainstorming camper hay là ghi âm hay là cảm hứng tương tự, hoặc là dùng cái phá hủy tái tạo, nó là như vậy. Thầy nó chiếu trên lớp các bạn, các bạn có thể có hình dung, nghĩa là khi mình làm thì khi mà ta làm với nhau đó, trực quan viết ra tờ giấy dán lên và vẽ lên nó sẽ kích thích cái sự tưởng tượng mình tốt hơn. Quan hình dung đây là cái bước làm, nên là cái bước để quan làm nó review nha các nhân vật này. Và bắt đầu là review cái design challenge của mình này, rồi sau đó thì các cái ý tưởng chúng ta sẽ đưa ra xoay quanh cái design challenge của mình đó. Cái design challenge của nhóm 7 là các bạn là chưa chưa được nha, bắt đầu bản chất đó là cái vấn đề gì đang gặp cần phải giải quyết thì các bạn chưa chưa làm được đó. Tại vì các bạn nhóm 7 thì cũng cũng mấy cái đợt đầu nhiều buổi các bạn vắng rất là nhiều, nhiều buổi không có bạn nào đi học luôn, nhưng các bạn không nắm được đó. Thì sau yêu cầu của thầy đó, sau khi chúng ta brainstorm hết có được thật nhiều các ý tưởng như thế này rồi, các bạn mới
gom lại thì có những ý tưởng khả thi mình giữ lại, không khả thi bỏ đi, lọc, gọi lọc. Rồi sau khi lọc gom lại thành các cái nhóm, đúng không ạ? Các cái nhóm và nó sẽ là các cái chủ đề, và hồi nãy có các một số nhóm các bạn đã chia thành các cái chủ đề liên quan giải pháp của mình đó, chia thành các cái chủ đề một để chúng ta, và từ cái chủ đề này chúng ta xác định để xem chủ đề nào cái nào là quan trọng, cái nào ít quan trọng hơn, và chúng ta từ đó chúng ta tổng hợp thành cái giải pháp cho mình, thành cái giải pháp. Và các bạn thấy là trong thực tế chúng ta làm, chúng ta có thể viết ra rất là nhiều trong thời gian dán thành các cái chủ đề đó. Đây là những cái chủ đề, vì là khi mình làm nhanh đó các bạn, lưu ý là sáng tạo, khi sáng tạo thì mình làm là sao để cho nó giống như kiểu là phóng khoáng nhất có thể, đừng có để nó gò bó các bạn, đừng có để nó gò bó. Các bạn không nhất thiết là phải trình bày nó quá đẹp, không nhất thiết là phải gò nó vô cái gì, phải làm sao cho nó phóng khoáng cái ý tưởng mình. Sau đó các bạn có thể ghi chú, ví dụ đây là những cái mà đưa lên, các bạn có thể hình dung là những cái mà sau đó chúng ta ghi chú lại, đây là những ý tưởng người ta gom thành cái nhóm đó các bạn, thấy không? Thực tế mình làm nó như thế đó, ta gom thành cái nhóm. Rồi đó là cái ý tưởng. Thì đến cuối cùng đó, thì một cái điểm nữa là đa số các nhóm chúng ta mô tả giải pháp mình nó rất là ngắn gọn, rất ngắn gọn. Và như vậy các bạn sẽ hình dung là chúng ta sẽ rất khó để chúng ta làm cái giải pháp triển khai nếu như cái giải pháp nó rất ngắn gọn như vậy, các bạn hình dung không? Nếu mà chúng ta chỉ có mô tả được như vậy thôi thì nó mới dừng lại ở mức độ ý tưởng sơ khai ban đầu thôi, chưa thể mà có thể làm một cái giải pháp để chúng ta có thể triển khai chi tiết được, các bạn chưa mô tả được. Cho nên cái yêu cầu tiếp theo mà các bạn phải làm, bây giờ chúng ta còn một tuần nữa thôi nha các bạn, tuần sau là buổi cuối rồi, cho nên kỳ này thầy sẽ yêu cầu các bạn làm bài tập ở nhà hơi bị nhiều. Thứ nhất là thầy sẽ yêu cầu các bạn làm cái kết hợp cái mô hình kinh doanh vô cái sơ đồ khái niệm, cái là chút xíu thầy sẽ giới thiệu để các bạn hình dung, và thầy sẽ yêu cầu các bạn làm cái này ha. Cái giải pháp của các bạn phải biến nó thành cái sơ đồ khái niệm kết hợp cái mô hình kinh doanh như thế này. Nhưng trước khi làm cái việc đó thì bây giờ để chi tiết cái giải pháp của các bạn ra thì các bạn phải hình dung là cái người dùng, khách hàng của mình đó, người ta sử dụng cái giải pháp của mình như thế nào thông qua cái chúng ta gọi là cái hành trình trải nghiệm của người dùng mà hôm trước đã giới thiệu với các bạn, để nhắc lại. Như vậy từ giải pháp của bạn ha, như vậy thì các bạn hình dung là cái người khách hàng của mình đó, ví dụ như giải pháp quản lý chi tiêu thì như vậy thì cái người các bạn hướng đến sinh viên, như vậy thì các bạn sinh viên hay những người trẻ, như vậy quản sử dụng khi sử dụng cái các bạn nãy đưa ra cái ứng dụng app, như vậy thì các bạn sẽ hình dung là cái app đó người ta sử dụng như thế nào từ đầu đến cuối, hành trình trải nghiệm, cái quá trình từ lúc bắt đầu cho đến cuối như thế nào, các bạn phải phác thảo ra. Như vậy thì ngành đây, đây là một cái sơ đồ để bạn có thể hình dung về cái hành trình trải nghiệm của mình. Như vậy nó từng bước một, ví dụ bước số 1, từ bước số 1 là gì? Bước số 1 là thầy là một người đang rất là bận rộn, thầy đang rất là khó khăn trong việc quản lý thời gian của mình, và thầy đang cảm thấy có rất là quá tải về cái thời gian của mình, và thầy đang không biết là xử lý thì sao, lúc nào cũng thấy có việc, lúc nào cũng thấy mình phải làm mà mình không có thời gian để mình giải trí, không có thời gian để mình làm những cái việc khác cho cuộc sống cá nhân của mình. À, như vậy bước số 1 nó giả sử như thế, bước số 1 là cái vấn đề mà thực ra là chúng ta phải mô tả được cái nhân vật của mình, đó là kết thúc cái mô tả nhân vật đó, nó phải nằm ở chỗ đó đang rất khó khăn nhưng chưa biết giải quyết sao. Các bạn phải hình dung nó thành câu chuyện như vậy ha. Rồi sau đó bây giờ như vậy thì một cái dịp tình cờ ta là thầy được cái sau khi mà đang khó khăn như vậy, bận rộn như thế, thì những người bạn ví dụ người ta rủ uống cà phê, thầy bảo bận quá không có thời gian uống cà phê, nhiều việc lắm, thì người bạn mới bảo à như vậy là có cách rồi để giải quyết rồi, xong này giải quyết cái việc mà quản lý thời gian của mình nó rất là tốt. Thì nói ví dụ vậy thì đó là cái bước tiếp theo, là cái bước mình truyền thông cái thông tin về cái giải pháp của mình cho mọi người. Mà cái ý tưởng đó là thì đang nói ví dụ ha, cái ý tưởng đó là giải pháp truyền thông không có truyền miệng. À, cái đó gọi là truyền miệng, như vậy thì qua bạn bè giới thiệu, à như vậy giới thiệu xong rồi đưa ra demo cho thầy xem, xong rồi
thấy hay thì mới tải về. À, tải về dùng thử, tải về cài đặt vô. Rồi cài đặt vô thì chúng ta hình dung là khi cài đặt rồi thì không biết sao để sử dụng, không biết sao để mà sử dụng nó, nhưng mà thì lại tiếp tục là được giới thiệu. Khi mà dùng không được thì giới thiệu, thì nó có nhiều cách, có thể là có một cái đoạn clip để là hướng dẫn cách xài, hoặc là khi bấm đến chức năng nào đó thì trong cái app nó tự động nó sẽ có những cái guideline cho mình sử dụng. Thì nói ví dụ vậy, như chúng ta hình dung như vậy. Thì rồi bước tiếp theo nữa là cài rồi thiết lập các thời khóa biểu ở trong đó, vân 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 vân, cho đến khi thì cài được rồi, bây giờ bắt đầu phải trải nghiệm. À, như vậy nhờ có cái app này bắt đầu nó nhắc nhở mình công việc nào đến, nó nhắc mình làm. À, nhắc vừa rồi giờ nào nó nhắc mình tập thể dục, giờ nào nó nhắc mình giải trí hay gì gì đó. À, như vậy thì nó có một cái rất là khoa học, mà cái việc nhắc nhở đó làm cho mình rất là thích thú, rất là vui vẻ. À, có những cái giọng nói rất là dễ thương để nhắc nhở, hay là có cái gì gì đó như vậy. Thì đó chính là những cái ý tưởng cho cái hành trình trải nghiệm cái người dùng. Chúng ta hình dung ở đây là cái quá trình trải nghiệm của người dùng, của mình đó, của khách hàng đó, người ta sử dụng cái giải pháp của mình như thế nào. Thì các bạn hình dung toàn bộ cái hành trình đó. Như vậy thì đây là cái sơ đồ mà nó sẽ giúp cho các bạn có cái ý tưởng về hành trình trải nghiệm nó tốt. Từng bước một ha, từng cái bước trải nghiệm một, và từng cái bước đó thì các bạn sẽ bám theo cái mô hình, tức là ý tưởng của mình là gì. Idea là ý tưởng mình là gì. Ví dụ ý tưởng có thể là chỗ này là truyền thông cái về cái app. Idea là truyền thông, mình sẽ phải truyền thông. Rồi intention, ý đồ đây là ý đồ làm sao để cho người ta cảm thấy là tin tưởng với cái app của mình ngay lần đầu tiên nghe giới thiệu và cảm thấy thích thú với nó. Intention như vậy. Rồi chúng ta sẽ hình dung cái bối cảnh ở đó, nó sẽ bao gồm có, chúng ta theo mô hình PMS, POEMS thôi. Chúng ta ví dụ như vậy, thì trong cái bối cảnh truyền thông này, people là ai, tham gia vô, thứ nhất là người dùng, là cái nhân vật của mình, nhân vật đang cảm thấy bức xúc không biết sao để giải quyết. Rồi thứ hai là gì, bạn của nhân vật. Nói ví dụ vậy, ý tưởng vậy. Bạn của nhân vật là cái người đã sử dụng, đã biết và đang cảm thấy hài lòng giới thiệu. Và như vậy khung cảnh people có hai người, nói ví dụ vậy đấy. Rồi object, vật dụng ở trong cái khung cảnh mà truyền thông này là có cái gì, đó là cái điện thoại. À, cái smartphone. À, rồi tiếp theo environment. Environment là gì, môi trường. Môi trường đây là gì, đó là môi trường, đó là cái trong cái quán cà phê, khung cảnh ở trong quán cà phê. À, rồi truyền thông, thông điệp là gì, đây là dùng, đây là truyền miệng, coi như là thông qua cái người ta đã giới thiệu với nhau, truyền miệng với nhau, đang giới thiệu truyền miệng. Rồi service là gì, thì cái này có thể là có những cái hỗ trợ cài đặt, rồi có những cái hướng dẫn cài đặt, service support, và thậm chí là có cái tổng đài để mà hỗ trợ khi mà có vấn đề gọi lên hỗ trợ. À, như vậy thì đó là cái khung cảnh thứ nhất, cái ý tưởng thứ nhất, mà cái bước một cái ý đó là như vậy. Chúng ta theo là chúng ta hình dung là một cái khung cảnh. Rồi khung cảnh thứ hai, cài vô rồi, như vậy ý tưởng đây là gì, là hướng dẫn sử dụng. À, những cái thứ hai hướng dẫn sử dụng. Như vậy thì mục đích là gì, làm sao đơn giản nhất, dễ dàng nhất và cảm thấy thú vị, hấp dẫn nhất. Intention đó. Rồi people là ai, tương tự như vậy, có những ai vô, object truyền thông là gì các bạn. Rồi tương tự như vậy cho cái những cái tiếp theo, bạn hình dung không? Đây, và như vậy thì từ đầu xuyên suốt như vậy cho đến khi người ta trải nghiệm được và nó thay đổi được cuộc sống của người ta, nó trải nghiệm và nó nhắc nhở từng cái, nó nhắc nhở rồi nó giúp cho mình tổ chức cái công việc, cái cuộc sống của mình một cách khoa học hơn, và cảm thấy, đặc biệt là mình cảm thấy thú vị khi mình theo những cái lịch trình đó, cảm thấy rất là thú vị. Thậm chí là trong đây là gì, nó còn có một cái group, ví dụ vậy, nó tạo ra cộng đồng ở trên đó.
là gì, mình vô trong đó xong có cộng đồng đó là coi như cùng nhắc nhở nhau, cùng voting nhau hay là cùng like với nhau hay là gì đó để mà xếp hạng với nhau ai là người có cái lịch trình khoa học và ai là người giữ được những lịch trình, nói ví dụ vậy. À, như thế người ta cho người ta cái động lực rất là cao trong cái việc người ta sử dụng và người ta theo cái nó. À, về toàn bộ quá trình cho đến khi mà thầy xài được và thầy cảm thấy nó hài lòng và thay đổi cuộc sống của mình. Như các bạn phải hình dung ra cái hành trình trải nghiệm như thế thì lúc đó cái giải pháp của các bạn nó sẽ chi tiết. Em nãy giờ thì mới nói có mỗi phần xíu ban đầu thôi, phần giới thiệu truyền thống giải pháp và phần liên quan đến cái cài đặt thôi. Chúng ta thấy bắt đầu nó chi tiết hơn, cái giải pháp mình nó chi tiết hơn rất nhiều rồi đúng không? Bắt đầu mình có nhiều ý tưởng thì đó là cái mà các bạn sẽ phải làm chi tiết giải pháp ra dựa trên cái hành trình trải nghiệm người dùng này để các bạn làm chi tiết giải pháp. Một cái điểm nữa mà các bạn là học cái ngành khởi nghiệp nhé, đúng không? Ngành khởi nghiệp đó, đây là những cái việc mà rất sát với các bạn đó, rất sát với cái ngành của các bạn. Một cái điểm nữa mà thầy phải nói thật lòng, cái này mình cứ phải nói thật lòng với nhau chứ mình khen nhau mà nó không thật lòng thì nó nhiều khi nó tạo ra cái mình nhận thức sai là còn chết nữa. Nói thật lòng là thì nghe cái giải pháp các bạn á, thì nếu như với những cái ý tưởng giải pháp như vậy á thì thầy chẳng cần phải dùng các cái bước nãy từ đầu là gì, cần chẳng cần phải từ cái phân tích scope và phân tích khám phá rồi mình mô tả nhân vật rồi brainstorm cho đá đời cuối cùng ra cái giải pháp như vậy. Tại cái giải pháp đó thầy tưởng tượng, thầy hình dung nó có trong đầu các bạn từ trước khi các bạn làm rồi, các bạn hình dung không? Và đó là cái mà chúng ta hay bị sai lầm nhất là mình cứ lấy cái chủ quan mình ráp cho thôi, cuối cùng mặc dù các bạn làm nhiều thứ nhưng nó vẫn xoay trở lại cái ý tưởng ban đầu của các bạn thôi. Và đó là cái mà nó làm cho chúng ta sẽ không có cái giải pháp tốt, tại vì nó vẫn theo cái lối mòn chúng ta suy nghĩ, và mình suy nghĩ theo lối mòn thì làm sao có giải pháp đột phá được, thì làm sao có được những ý tưởng mà nó gọi là aha đúng không ạ? Cái khoảnh khắc aha là những cái ý tưởng mà mình khám phá ra mà nó hấp dẫn và nó kỳ thú thì nó chưa có, tại vì chúng ta không khai thác tốt được những cái thông tin từ lần trước, và đặc biệt là cái giai đoạn brainstorming chúng ta làm không tốt, chúng ta chưa có được nhiều các cái ý tưởng, các cái ý tưởng mới lạ, những cái nhiều ý tưởng, cho nên là mình sẽ không có là những cái ý tưởng tốt để mình cho ra cái giải pháp nó đặc, nó giỏi, nó đặc thù. Nếu chúng ta chỉ viết một cái app bình thường lên rất khó để chúng ta hút được những người khác ta dùng, nó phải có một cái gì đó nó đặc biệt mà tạo cho người ta hấp dẫn để người ta xài. Thì nói ví dụ như hồi nãy thì cái này là chủ quan thầy thôi các bạn, nhưng mà ví dụ giả sử như chúng ta tạo thay vì cái app đó nó phải là một cộng đồng nữa kia, nhưng mà cộng đồng ở trong cộng đồng đó cũng có voting, cũng có rating, cũng có các kiểu đó để tạo động lực cho mình, cho người cái người sử dụng nữa, ví dụ vậy. Thì nó chứ còn bây giờ một cái app mà tự cài vô thì xin lỗi chứ chưa chắc đã xài. Đó là một cái ví dụ, lấy cái ví dụ cái trường hợp của cái quản lý thời gian thôi, mình thể đang lấy để nói cho các bạn dễ hình dung, nhưng mà đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý và chúng ta có ý tưởng. Thực sự thì nếu như các bạn mà làm tốt ý tưởng của các bạn tốt, hoàn toàn nó sẽ là ý tưởng để các bạn có thể kinh doanh, làm ra làm ý tưởng kinh doanh được, chứ không có phải là xa cái gì hết. Chúng ta xuất phát các ý tưởng để chúng ta làm kinh doanh, để chúng ta khởi nghiệp nó từ đất, từ cái thực tiễn, từ ra bản chất là chúng ta giải quyết được cái bài toán gì của thực tiễn, của thực tế, và biến được cái vấn đề đó thành những ý tưởng kinh doanh của mình, thì đó chính là cái những cái gì? Giải pháp của mình thôi. Và ở đây cái design thinking là muốn chúng ta thông qua cái kỹ thuật của design thinking để chúng ta có được những cái ý tưởng rất là sáng tạo. Rồi như vậy thì cái chỗ mà giải pháp này, hình thành giải pháp này, rồi đưa ra các cái hành trình trải nghiệm này, như vậy đó. Các bạn có thắc mắc chỗ nào chưa rõ, quá trình làm các bạn thấy chưa rõ, các bạn có thể hỏi, chúng ta có thể trao đổi với nhau để mình làm rõ hơn.
Có thắc mắc gì không ạ? Rồi nếu chưa có thì thầy sẽ giới thiệu tiếp về cái phần sang một cái phần cái quyển sách hôm trước giới thiệu cái quyển thứ hai đó, và cái quyển mà Design Thinking Business Analysis đó. Cái gì nó gọi concept mapping đó, concept mapping applied, nghĩa là ở đây á. Rồi mời bạn Trâm. Dạ thầy ơi, khi mà mình đưa ra cái hành trình trải nghiệm thì mình có cần phải làm chi tiết như kiểu là về giá và mấy cái tài chính không thầy? Hành trình trải nghiệm của người dùng, trong quá trình trải nghiệm của người dùng liên quan đến cái gì các bạn phải đưa hết ra. Thực ra nó là một cái kịch bản đó, kịch bản dịch vụ của các bạn đó, bạn hiểu không ạ? Thậm chí là gì, ví dụ như trong đây nó có cái thông điệp thông tin, đó là ví dụ như thầy cài cái app thầy làm như vậy thì có thầy có phải trả tiền không, lên lên trên ví dụ thầy lên app to chẳng hạn, như vậy thì lên nó xem là miễn phí hay là tốn tiền chẳng hạn, thì nó là cái mà chúng ta có thể đi vô, nghĩa là toàn bộ quá trình trải nghiệm người dùng, người ta trải nghiệm cái gì thì chúng ta đưa hết vô. Đấy là cái ý đồ của mình, ý đồ giải pháp của chúng ta. Rồi nếu không ý tưởng gì, không có cái ý kiến gì thêm thì thầy sẽ giới thiệu các bạn về cái giới thiệu ngắn thôi, các slide thầy đưa lên rồi ha. Cái quyển sách mà cái slide này đó, nghĩa là Design Thinking Business Analysis đúng không ạ, Business Concept Mapping Applied đó, của tác giả Thomas Riesel. Thì cái quyển này á, thì nó cũng cái slide các bạn có thể đọc, kiếm quyển sách gốc các bạn đọc, nhưng mà trong quyển này thì nó có thể giúp chúng ta cái này, nó giúp chúng ta là cách chúng ta phân tích, nó đưa ra là cách để chúng ta phân tích cái gọi là cái hoạt động kinh doanh của mình như thế nào, để chúng ta hiểu cái hoạt động kinh doanh của chúng ta và từ đó chúng ta đổi mới. Thì nếu như các bạn có thể đọc kỹ hơn cái quyển sách này thì nó giúp chúng ta thêm một cái điểm, đó là chúng ta đổi mới cái hoạt động kinh doanh của chúng ta thông qua design thinking. Như vậy thầy đang tập trung vào cái phần trước, đó là gì, hình thành ý tưởng kinh doanh của chúng ta thông qua design thinking, đúng không? Như vậy cái quyển sách thứ hai nó cho chúng ta một cái công cụ, đó là chúng ta phân tích cái hoạt động kinh doanh hiện tại của mình và từ đó sử dụng design thinking để khám phá ra những cái khía cạnh, những cái mới để chúng ta thay đổi, đổi mới cái hoạt động kinh doanh của mình như thế nào. Thì cái phần này thì thầy không đi sâu vào cái phần đổi mới, các bạn có thể tham khảo thêm. Đấy, nhưng mà thầy muốn giới thiệu các bạn là trong cái quá trình đổi mà phân tích hoạt động kinh doanh đó, thì có một cái công cụ để giúp chúng ta làm được mà cái quyển sách này chủ yếu đề cập đến, đó là dùng cái concept mapping, nghĩa là thầy tạm dịch đó là cái sơ đồ khái niệm, là concept mapping, cái sơ đồ khái niệm để giúp chúng ta hiểu cái hoạt động kinh doanh của mình tốt, và chúng ta ứng dụng ở trong cái trường hợp của các bạn, đó là dùng cái sơ đồ khái niệm để các bạn phân tích cái ý tưởng kinh doanh của các bạn để cho nó rõ hơn. Các bạn sẽ hình dung cái hoạt động kinh doanh của bạn rõ hơn, thay vì là hồi nãy các bạn nói rất đơn giản, thì thầy giới thiệu thêm cái hành trình trải nghiệm với các bạn chi tiết hơn, nhưng cũng chưa hiểu là cái hoạt động kinh doanh đó nếu mình đưa ra mình kinh doanh thì nó sẽ vận hành như thế nào, thì chúng ta dùng cái concept mapping nó sẽ giúp chúng ta hình dung về cái sự vận hành của cái hoạt động kinh doanh đó, cái ý tưởng kinh doanh đó được tốt hơn. À, lưu ý hàng nó có trong quyển sách này thì nó là dùng để phân tích hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty và tìm cách đổi mới. Nhưng mà đây thì thầy ứng dụng vào trong cái trường hợp các bạn, đó là các bạn đưa ra ý tưởng kinh doanh và như vậy thì phân tích ý tưởng kinh doanh của bạn đó như thế nào thông qua cái này và hiểu cái cách vận hành của hoạt động kinh doanh của bạn, hay là thiết kế cái cách vận hành của hoạt động kinh doanh của các bạn.
Nhưng cho nên là cái đầu tiên ở trong đây người ta đề cập đến cái chương đầu tiên mà người ta đề cập đến là trong cái quyển sách, cái chương một là giới thiệu thôi, giới thiệu tổng quát mà. Thì về design thinking rồi tổng quát liên quan đến design thinking trong quyển phân tích thì các bạn về các bạn đọc slide thì gửi ha. Thì đây là nói về như vậy, để chúng ta đổi mới trong hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải có cái sự gọi là hiểu nó mới đổi mới được. Và muốn hiểu, muốn thay đổi nó thì chúng ta phải phân tích được, và một cái công cụ để giúp chúng ta người ta hiểu được hoạt động kinh doanh đó, chúng ta phải hiểu được các ý tưởng, thứ nhất là các khái niệm kinh doanh này, các cái mối quan hệ giữa các khái niệm kinh doanh như thế nào này, và các cái nó gọi là chúng ta có thể dùng là gọi là các cái sự vật hiện tượng con người tham gia vô trong hoạt động kinh doanh đấy như thế nào, có những ai, có những thứ gì để tham gia vào quá trình đó, là các sự vật đó. Các sự vật, con người và sự vật, ba cái yếu tố chính đó, và cái nó được thể hiện thông qua một cái sơ đồ rất là đơn giản. Đây nó gọi là cái sơ đồ khái niệm, cái đầu tiên mà đưa các bạn xem sơ đồ đơn giản để các bạn có thể hình dung. Như vậy thì đây là một cái sơ đồ khái niệm để mô tả về cái hoạt động của một cái công ty cho thuê xe hàng. Như vậy thì các bạn hình dung là như vậy, các công ty cho thuê xe nó sẽ có các cái chi nhánh, các cái chi nhánh là như chúng ta phân tích để cho khái niệm nó như vậy. Chi nhánh thì sẽ nhận các cái booking, các cái đơn đặt, là các cái hợp đồng đặt xe, đặt thuê xe đó, các cái booking, guest booking. Vậy nó sẽ có mối quan hệ giữa chi nhánh và booking, nó có mối quan hệ với nhau, và chúng ta đặt tên ở trên cái đường mối quan hệ, tên là gì, tên là nhận nhận cái booking, đúng không? Một cái booking này thì nó sẽ có gì, một booking này nó sẽ có các cái rate, rate đây là cái tỷ lệ mà người ta tính giá để họ tính là giá tiền, là cái giá thuê là bao nhiêu, nó có rate. Rồi khách hàng thì sẽ issue, sẽ tạo ra một cái booking. Chi nhánh thì guest booking, đúng không? Khách hàng thì đặt tạo ra cái booking. Chúng ta hình dung không? Rồi khách hàng thì sau khi booking rồi á, đương nhiên nó vô tả đây thì chúng ta làm đơn giản rồi, khách hàng sẽ nhận một cái rental, rental nghĩa là cái giống như kiểu là cái hợp đồng thuê đó, rental, đúng không? Còn chi nhánh thì sẽ quản lý cái rental này. Rồi một cái rental này, một cái hợp đồng thuê này, nó sẽ có một cái loại xe, có một cái xe rental of a car, đúng không? Rồi car thì nó được quản lý trong, nó kiểu lý theo ấy, nó gọi là car group, đúng không ạ? Nghĩa là một xe người ta sẽ chia thành các cái nhóm xe thuê, nó có một cái nhóm, nó có nhiều loại xe xếp chung một cái nhóm, và cái nhóm này nó sẽ có một cái loại phí thuê, hay rate, nó có một cái phí thuê riêng, và nó sẽ chia rút các cái loại xe vào trong các cái nhóm xe đó. Như vậy thì đó, chúng ta hình dung cái thức mà chúng ta sử dụng cái sơ khái niệm để chúng ta mô tả cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Như vậy thay vì các bạn mô tả hoạt động kinh doanh của chúng ta thành những cái bản test, những cái bản mà mình viết, mình mô tả ra thì chúng ta khó hình dung, thì cái design thinking người ta khuyến khích chúng ta là biến nó thành cái sơ đồ khái niệm để chúng ta nhìn vô, chúng ta có thứ nhất là gì, sơ đồ khái niệm nó giúp ta có cái tổng thể, và thứ hai mình nhìn vào, mình nhìn chính vì tổng thể đó mình sẽ hình dung được tốt hơn về cái hoạt động kinh doanh của chúng ta như thế nào. Đó là cái thứ nhất mà các bạn có thể hình dung, là cái mục tiêu quyển sách đề cập đến là cái sơ đồ khái niệm. Rồi thì giới thiệu những cái phần chính ở đây rồi. Như vậy thì các bạn biết là với cái sơ đồ khái niệm như vậy thì chúng ta có thể mô tả các hoạt động hay là mô tả các cái sự việc này kia bằng cái sơ đồ khái niệm rất là dễ. Và ví dụ như thế này, bây giờ các bạn làm kinh doanh bất động sản, các bạn mô tả một cái bất động sản này như thế nào, cái nhà đây là cái nhà này, các bạn mô tả nó như thế nào, đúng không? Như vậy thì chúng ta cũng có thể bằng cách là gì, chúng ta cài tự dòng ra, mình mô tả ra cái nhà này vị trí ở đâu, có bao nhiêu phòng, rồi gì gì đó, giá bao nhiêu, vân vân. Chúng ta có thể mô tả ra như vậy, nhưng chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ khó nhìn một cái tổng quát và hình dung hơn là
chúng ta dùng cái sơ đồ khái niệm như thế này, một cái property nó sẽ có một cái location, có cái số phòng ngủ, number of bedroom, đúng không? Có số phòng tắm, có kích thước, có style, đúng không? Có kiểu, có style of heating, cái loại lò sưởi, có mô tả, có giá, đúng không? Có năm xây dựng như vậy. Như vậy chúng ta mô tả như thế ra nó dễ hình dung. Rồi là nó có thể là một cái townhouse, có thể là một cái house, có thể là cái apartment, cái mô tả một cái gọi là một cái bất động sản đó bạn. Rồi nó có thể là may ha, có thể có ra gara, có thể có hồ bơi, có thể có chỗ đậu xe slot, cái chỗ lot size, có thể có cái view, có thể có những cái khái nữa. Nhưng mà thì các bạn dùng những cái sơ đồ khái niệm như thế này để các bạn mô tả các cái vấn đề trong cái hoạt động kinh doanh, chúng ta sẽ hình dung tốt hơn. Chúng ta hình dung nó tốt hơn. Như vậy thì ở đây thì nói thêm một tí xíu. Như vậy trong thực tiễn về mặt logic đó, các bạn, về mặt logic đó, thì chúng ta thường hay lập luận theo, chúng ta có hai cái bài mà mình hay được học đấy, đó là suy luận theo, lập luận theo kiểu suy diễn quy nạp, đúng không ạ? Nhưng thì nếu nói về cái độ tin cậy đó, độ tin cậy thì người ta hay xem là như vậy, cái lập luận hay là cái hành động chúng ta làm, cách chúng ta làm đó là theo suy diễn quy nạp, thì nó gọi là cái khái niệm mà các bạn học trong phương pháp nghiên cứu, đó là validity, nhưng mà độ tin cậy, độ tin cậy. Tuy nhiên bên cạnh độ tin cậy thì nó còn có một cái giá trị, một cái gọi nó là độ giá trị, nó gọi là validity, độ giá trị. Như vậy thì trong thực tế kinh doanh đó thì người ta chú trọng đến cái độ giá trị hơn là độ tin cậy. Mình dùng độ tin cậy là trong phân tích các thứ về toán học rất là cần, nhưng trong kinh doanh người ta cần là những cái gì đó nó có ý nghĩa và nó có giá trị, nó có tạo ra giá trị được không, nó có giá trị không, chứ không chỉ là nó có logic hay không. Logic, và như vậy một cái dạng nữa mà người ta hay sử dụng ở trong cái tư duy trong kinh doanh đó các bạn, đó là nó gọi là sử dụng cái đoán trước, nó gọi là abductee đấy các bạn. Suy diễn nó là deductee, đúng không ạ? Quy nào nó là inductee, và lập luận đoán trước là abductee. Nè, như vậy đoán trước đây là gì? Nghĩa là tư duy thiết kế, ở đây nó vận dụng một cái chỗ này, đó là bản chất khi người làm kinh doanh đấy các bạn, nhiều khi người ta không có dùng quá nhiều về cái logic hay là những cái suy luận gì, mà có khi người ta tưởng tượng ra, người ta hình dung ra trước, và người ta đi người ta check lại xem cái hình dung đó nó có ý nghĩa, nó có thực tế, nó có giá trị và nó có thể thực hiện được không, thì người ta làm. Các bạn hình dung không? Và chính cái như vậy thì cái design thinking nó giúp ta tốt, cái này rất là tốt. Nghĩa là chúng ta dùng design thinking là chúng ta phải hình dung ra cái bức tranh, chúng ta phải tưởng tượng ra bức tranh. Như vậy thì các bạn dùng các cái kỹ thuật của design thinking đó, như vậy các bạn sẽ hình dung ra trước, và sau đó chúng ta có thể check, kiểm tra cái bức tranh đó, và nó không được thì chúng ta điều chỉnh cái bức tranh đó. Và chính cái đó sẽ giúp chúng ta đoán trước, chúng ta đón đầu những cái xu thế tương lai một cách tốt hơn. Nếu như các bạn dùng các cái công cụ về các hàm số liệu, rồi các cái hàm thống kê, các bạn phân tích, rồi các bạn chạy SPSS này kia, đố các bạn đã hình dung được là cái bối cảnh kinh doanh của 6 tháng cuối năm của Việt Nam như thế nào đó, các bạn. Nhưng các bạn có thể tưởng tượng ra, các bạn có thể hình dung ra với cái bối cảnh hiện nay, các bạn có thể hình dung ra cái bối cảnh 6 tháng cuối năm sao. Và đương nhiên là hình dung đó chúng ta có thể check được số cái thông tin ngược trở lại xem nó có đầu tiên như là nó có khả thi không, và người ta quyết định kinh doanh dựa trên những cái hình dung như vậy nữa. Tuy nhiên là nó có thể kèm ra những cái số liệu nữa như vậy không, nhưng mà người ta check ngược lại, bắt đầu từ cái hình dung đó ta kiểm tra ngược trở lại xem nó hợp lý không. Đó là, thì đó chính là cái mà giúp cho cái
Cái định dạng thần kinh nó giúp chúng ta có cái sự hình dung tốt. Rồi, như vậy thì với cái ý tưởng như thế, kèm theo một cái công cụ nữa phân tích, đó là chúng ta phân tích để chúng ta hình dung ra cái hoạt động kinh doanh của mình thông qua một cái nó gọi là cái business model canvas. Cái này các bạn học nó môn mô hình kinh doanh, các bạn học rồi, trong nghề các bạn, cái ngành các bạn là các bạn học rồi, đúng rồi, các bạn học rồi đúng không ạ? Thì dựa trên cái business một đúng không ạ, cái business model canvas này, các bạn sẽ vẽ cái sơ đồ khái niệm của cái giải pháp ý tưởng kinh doanh của bạn lên cái sơ đồ cái mô hình này, và nó sẽ giúp cho các bạn có cái hình dung tốt hơn về cái giải pháp của các bạn. Đây là một cái ví dụ, đây là cái ý tưởng, cũng là cái dịch vụ đúng không ạ? Các bạn hình dung là như vậy thì nó có cái sơ đồ, các bạn vẽ từ trên xuống thôi, sơ đồ khái niệm từ trên xuống, vẽ theo xuôi từ trên xuống. Mà chúng ta sẽ cần có những cái partner gì khi mình làm, mình sẽ thấy từ đó cái partner của mình có những ai, đúng không? Rồi cái mối quan hệ của nó đúng không ạ? Từ cái partner nè, các cái hoạt động chủ yếu nè, các cái giá trị mình tạo ra này, rồi những nguồn lực chủ yếu mình cần phải có nè, đúng không ạ? Cái mối quan hệ với khách hàng này, rồi phân khúc khách hàng này, kênh bán hàng của mình này, đúng không? Rồi dưới này là gì, đó là cấu trúc về chi phí này và các cái dòng doanh thu, tiền mà mình đến đến với mình từ đâu. Thế như vậy thì các bạn sẽ vẽ cái sơ đồ khái niệm hoạt động kinh doanh của bạn lên trên cái business model canvas này, canvas model này đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hình dung cái hoạt động, cái ý tưởng kinh doanh của chúng ta đó nó tự tốt. Đó là cái chúng ta hình dung, chúng ta sẽ ứng dụng, mà thầy sẽ yêu cầu các bạn ứng dụng cái này vô đó, ứng dụng cái này vào trong cái ý tưởng kinh doanh của các bạn. Như vậy chúng ta bây giờ mình nói không nói chơi nữa, mà mình phải đưa nó vào cái mô hình kinh doanh, ta sẽ triển khai kinh doanh nó như thế nào. Thực ra thì sử dụng cái sơ đồ này rất là nhiều các bạn, rất là nhiều trong cái khi mà làm design thinking đó, vậy áp dụng design thinking vô là ví dụ như cho làm khám phá, các bạn cũng có thể sử dụng cái sơ đồ khái niệm này cũng được. Thầy thì không giới thiệu cái này cho các bạn, nhưng mà các bạn có thể đọc thêm, các bạn có thể sử dụng cái khám phá, sử dụng cái sơ đồ khái niệm này. Cái quá trình ideation, cái quá trình mà ra ý tưởng cũng có thể sử dụng cái sơ đồ khái niệm này, và quá trình chúng ta triển khai các bạn implementation, chúng ta cũng có thể sử dụng cái sơ đồ khái niệm này để các bạn hình dung ra hoạt động kinh doanh, để các bạn triển khai hoạt động kinh doanh của mình như thế nào. À, nhưng mà cái đó các bạn đọc thêm, cái chủ yếu thầy yêu cầu các bạn trong phần này đó là các bạn nắm được cái mô hình kinh doanh và vẽ cái sơ đồ khái niệm lên trên cái mô hình kinh doanh này, để các bạn hình dung rõ hơn là ta sẽ triển khai cái hoạt động, cái ý tưởng kinh doanh của mình đó ra như thế nào. Rồi như vậy thì cái nguyên tắc vẽ sơ đồ khái niệm sao, cái nguyên tắc vẽ như thế nào? Nguyên tắc như thế này, đầu tiên các bạn vẽ sơ đồ khái niệm, các bạn tất cả sử dụng hết vòng tròn cho nó dễ. Các bạn cứ vẽ trước thì vẽ nháp, tại vì design thinking là gì, khuyến khích mình cứ làm, sau này mình điều chỉnh dần dần, mình tôn minh dần dần, không có nhất thiết phải cần nó đúng ngay từ đầu. Cho nên là các bạn cứ thoải mái, đầu tiên mình cứ vẽ vòng tròn hết lượt, xong rồi mũi tên chỉ tới mình vẽ hoài thôi, rồi sau khi mình vẽ rồi bắt đầu mình mới điều chỉnh, mình mới điều chỉnh, mình điều chỉnh mình đã hình dung hết các cái nhà business object đó, như là các cái đối tượng chủ thể tham gia vào cái hoạt động kinh doanh của mình rồi, thì các bạn mới phân biệt, các bạn phân biệt
các bạn dùng hình tròn cho các đối tượng kinh doanh, cho các business object ấy. Nghĩa là ví dụ như là sự vật, con người, hiện tượng gì đó, sự vật vật dụng, con người, và trong đó đó là các bạn dùng hình tròn ha, dùng hình tròn cho các đối tượng. Và các bạn dùng hình chữ nhật tròn cạnh cho các thuộc tính của các đối tượng kinh doanh. Đây là các bạn, ví dụ như channel, bạn chẳng cần hiểu channel là gì đâu, đây là ví dụ thôi đúng không ạ. Channel là một cái công ty kinh doanh, nó có cái puppy, puppy cũng là cái một cái sản phẩm gì đó của nó, đúng không? Như vậy thì như một cái sự bây giờ sử như puppy chẳng hạn, như vậy puppy thì nó sẽ có puppy number, puppy number là cái thuộc tính của puppy này, cho nên nó sẽ là cái hình chữ nhật tròn cạnh ha, nó phân biệt với lại cái business object là các cái đối tượng kinh doanh. Như vậy chúng ta hình dung như vậy, như đầu tiên là phân biệt giữa hai cái đó, đúng không ạ? Ví dụ như là dịch vụ kinh doanh cho thuê xe chẳng hạn, cho thuê xe đây, như vậy thì chúng ta dùng car group, đó là một business object, một nhóm xe. Rồi car model cũng là cái nhóm, một cái loại xe, mẫu xe, đúng không? Rồi một cái loại xe này thì bắt đầu nó sẽ có gì, car manufacturer, cái nhà sản xuất, cái này là cái thuộc tính nó mô tả cho cái car model này, đúng không? Rồi car body style, ví dụ như là sedan hay là SUV hay là CUV, ví dụ vậy. Rồi cool style, dùng xăng hay dùng dầu, ví dụ vậy. Rồi car model name, loại xe là gì. Rồi engine capacity, đúng không? Đó là cái máy á, máy mấy chấm như thế. Như vậy thì đó là những cái mà nó là cái đặc tính. Như vậy nó được mô tả bằng cái hình chữ nhật tròn cạnh. Chúng ta hình dung thế ha. Thực ra thì khi mình làm thì mình vẫn có thể, đầu tiên các bạn có thể dùng cái bảng mô tả trước, rồi sau đó mình biến cái bảng mô tả này thành cái sơ đồ thì nó sẽ dễ hình dung. Ví dụ như nhóm xe định nghĩa nó là cái gì đó bạn, mà các cái kiểu xe khác nhau mà được đưa vào một nhóm với cùng một mức giá cho thuê. Rồi cái loại thông tin là chữ, đúng không? Ví dụ là nhóm xe gia đình, là ví dụ vậy, đúng không? Rồi số chỗ ngồi, số người lớn bao gồm cả tài xế có thể chở của xe đó, cái loại thông tin đó là số, kiểu thân xe, loại xe được chia theo cách định nghĩa của ngành xe hơi, nó là chữ, ví dụ như là sedan, cooper hay là SUV, ví dụ vậy. Rồi loại nguyên liệu, nó là xăng, dầu, điện hay là gas, đúng không? Rồi công suất máy thể hiện dung tích xi lanh của máy, bây giờ mình tính là cm khối, ví dụ như rồi số, ví dụ như là 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm gì đó, như vậy. Như vậy thì chúng ta có cái bảng mô tả này, rồi chúng ta đưa nó lên cái sơ đồ này, mình biến thành sơ đồ. Như vậy nhìn vô đây, ta phân tích những cái hoạt động, mình nhìn cái hoạt động kinh doanh của mình á, mình sẽ dễ hình dung hơn thông qua cái sơ đồ, thế nó gọi là cái sơ đồ khái niệm này. Rồi một cái điểm nữa các bạn chú ý thêm, như vậy thì khi mà vẽ nó sẽ có các cái mối quan hệ như thế này, cái mối quan hệ là một nhiều hay là nhiều, các bạn hiểu không? Như vậy thì các cái mối quan hệ đầu tiên á là chúng ta vẽ ta cái dùng cái mô không có mũi tên để mình nối trước đã, để sau đó mình tính cái mũi tên sau. Ví dụ xe hơi thì có màu xe, hóa đơn thì có ngày số hóa đơn, như vậy. Rồi sau đó như vậy một đây là các bạn cứ dùng cái đường không có mũi tên này thôi. Một còn trường hợp mà một nhiều là một khách hàng thì có booking, có club và membership point, có discount and upgrade, có best experience, như thế.
Vậy thì nó là một nhiều. Nhưng các bạn nhìn một nhiều thì ta chỉ mũi tên xuống dưới. Nè các bạn. Mũi tên chỉ về cái hướng mà nó có nhiều. Rồi tiếp theo là nhiều nhiều. Nhiều nhiều thì chúng ta sử dụng mũi tên hai chiều. Mà lưu ý ở trên cái đường dẫn này chúng ta sẽ đặt tên cái đường dẫn nó là cái gì để mô tả cái mối quan hệ. À, như vậy đó là thông qua đó thì chúng ta sẽ có đấy, và lưu ý là trên đường dẫn mình dùng động từ. À, các bạn dùng động từ ở trên cái đường dẫn. Chi nhánh thì có các bạn order rent property, rồi có rent style thì có thể có là gì đó mà Air Force Brand, có thể có City Brand, có thể Agency như vậy. À, thì bạn mô tả nó ra. Như vậy lưu ý khi vẽ để đỡ rối, nếu như một cái này nó chia ra nhiều này thì mình nên dùng như thế này, nên dùng thế này, tránh dùng vậy nó chia nó nhiều đường quá mình rối. Các bạn hiểu không? Nên dùng gom vào. Như vậy thì các bạn lưu ý thêm một cái điểm nữa thôi, đó là khi các bạn vẽ, các bạn chia xuống à, để mình mô tả nó chi tiết ra đó, thì các bạn sẽ dừng lại khi thấy xuất hiện con số là các bạn dừng lại, thấy xuất hiện số liệu trong mô hình là các bạn dừng lại. À, ví dụ như là giả sử như khu vực thì nó có country, nó có quốc gia. Đúng không? Quốc gia có công ty. Đúng không? Công ty có số công ty. À, như vậy đến đây là hết, mô tả đây là hết này, không mô tả sâu nữa thêm nữa. Đó company number hết rồi. Rồi, công ty có company name. À, như vậy thì cái này cũng là chữ nhưng mà thực ra nó cũng là đến đây cuối rồi. Rồi nó có cái số đăng ký kinh doanh. Có loại công ty. Đúng không? Vân vân gì đó. Hay là local currency code như vậy, nghĩa là chúng ta có thể mô tả tới đến lúc mà thấy xuất hiện con số là chúng ta dừng lại. À, đó là cách, nhưng mà đó là cái mà thầy giới thiệu các bạn rất là nhanh về cách để chúng ta hình dung là chúng ta làm cái sơ đồ khái niệm của mình đó, vẽ cái sơ đồ khái niệm. Rồi các bạn, cái sơ đồ khái niệm này các bạn thấy có gì thắc mắc nữa không? Rồi không có gì, cảm ơn bạn Trâm. Chúng ta làm luôn đi chút xíu, chắc khoảng cái chừng đến 3 giờ mấy chúng ta nghỉ thôi. Để các bạn thời gian các bạn làm bài tập nữa, kỳ này các bạn thầy yêu cầu các bạn làm hơi nhiều bài tập. Rồi tiếp theo quay trở lại cái design thinking. Bây giờ quay sang đây thì chủ yếu thầy giới thiệu các bạn cái sơ đồ khái niệm và kết hợp cái sơ đồ khái niệm lên trên cái business model, cả các bác mô đồ ha. Vậy quay trở lại cái design thinking của chúng, cái phần mình đang làm. Vậy sau khi hết giai đoạn 3, hết giai đoạn 3 là cái ý tưởng của các bạn sẽ được biến nó thành cái hành trình trải nghiệm người dùng hoàn chỉnh. Các bạn lúc này các bạn nên làm theo bảng nha các bạn. Nên dùng cái table để các bạn làm. Dùng cái bảng trong Word đó, ví dụ như là một hành trình trải nghiệm đó, chúng ta đương nhiên là nó dài quá mình có thể cắt nó thành nhiều khúc. À, nhờ mỗi một cột nó là một bước trải nghiệm của người dùng, và bước đó bao gồm là gì, nó bao gồm là ý tưởng của mình là cái gì, liên quan nó là cái gì, ý đồ sao, rồi có những ai tham gia vô, có những vật dụng gì, môi trường sao, thông điệp thế nào, dịch vụ sao. À, rồi bước thứ hai thì các bạn làm nó theo cái bảng thì các bạn sẽ dễ hình dung cái hành trình trải nghiệm. Đây là các bạn hình dung giống như một cái kịch bản cái đó, thì đó là hết giai đoạn 3 chúng ta có được cái này. Như vậy thì hôm trước là thầy chưa yêu cầu các bạn làm cái này vì để các bạn làm cái giải pháp cái đã. Rồi sang giai đoạn 4,
bắt đầu giới thiệu các bạn về cái giai đoạn 4. Giai đoạn 4 đây cái tên nó là, thầy tạm dịch là thử nghiệm. Như vậy thì cái giai đoạn 3 thí nghiệm là gì? Ý tưởng các bạn đưa ra đó là ý tưởng chủ quan của mình, hoàn toàn là dựa vào gì? Các bạn, thứ nhất là các bạn dựa vào Phân tích SCOPE để các bạn phát hiện ra cái design challenge. Các bạn phân tích ở giai đoạn 1, phân tích step, phân tích ma trận ưu tiên chiến lược, phân tích các bên liên quan, thậm chí là phân tích hoạt động nội bộ nữa. Rồi các bạn tổng kết lại, đánh giá xem có những cơ hội gì có thể tận dụng để giải quyết cái design challenge của mình, cũng như là có thể có những nguy cơ gì mà nó ảnh hưởng tới việc giải quyết, có những khó khăn gì. Rồi giai đoạn 2, chúng ta đi phỏng vấn và chúng ta khám phá, cuối cùng viết được cái mô tả nhân vật để làm gì, để xem là cái người dùng thực sự họ đang muốn cái gì. Ở giai đoạn 2. Giai đoạn 3, dựa trên những thông tin giai đoạn 1, giai đoạn 2, các bạn sử dụng các kỹ thuật để chúng ta sáng tạo, để brainstorm, để các bạn đưa ra các ý tưởng giải pháp, và cuối cùng là mình tổng hợp lại thành một giải pháp hoàn chỉnh. Thì đến đó là kết thúc và đưa lên cái hành trình, hình dung lên cái hành trình trải nghiệm người dùng với giải pháp của mình. Đến đó, đó là giải pháp chúng ta có được, và thầy gọi giai đoạn 3 đó là giai đoạn thí nghiệm. Vì sao? Tại vì chúng ta hình dung là giải pháp chúng ta đưa ra ở trên phòng thí nghiệm thôi. Đưa cho phòng thí nghiệm thôi, nghĩa là nó mới là cái chủ quan, chúng ta chưa cho nó vận hành ở trong thực tiễn. Giống như vaccine nghiên cứu ra được rồi đó, về mặt khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm là ok rồi đó, nhưng mà trước khi đưa vô chích thì phải thử, thử nghiệm. Thì bây giờ cái ý tưởng của các bạn cũng thế, muốn đưa ra triển khai thực tế để mà chính thức thì các bạn cũng phải thông qua giai đoạn thử nghiệm. Như vậy thì giai đoạn này sẽ mục tiêu để làm gì? Mục tiêu của giai đoạn này đó là làm sao để đảm bảo được rằng cái ý tưởng của chúng ta nó phù hợp với người dùng, với khách hàng. Ý tưởng mình đưa ra nó phù hợp. Để chúng ta thay đổi, chúng ta điều chỉnh cái ý tưởng giải pháp của, cái giải pháp của mình nó cho nó thực tế nhất. Mình phát hiện ra được những cái điểm không phù hợp để điều chỉnh. Phát hiện ra những cái mà không cần thiết bỏ đi, và phát hiện ra những cái mà cần thiết nhưng mình chưa có để bổ sung thêm vô, để cái giải pháp mình nó hoàn thiện và nó sát với thực tiễn nhất. Và thậm chí là gì, là để chúng ta có thể thất bại một cách sớm nhất và rẻ nhất. Nghĩa là gì, cái giải pháp này thực ra nó không thực tiễn, đưa ra không được, bỏ đi làm lại, thì nó cũng đỡ tốn kém hơn, đỡ tốn công sức hơn, đỡ tốn tiền bạc hơn, là khi mình đưa ra làm rồi mới biết nó không được. Còn bây giờ là mình mới lên ý tưởng như thế, xong mình thử thấy không được làm lại. Đó. Và nguyên tắc của design thinking là chúng ta đừng sợ làm lại. Chúng ta đã có được những cái kinh nghiệm rồi, chúng ta điều chỉnh lại, chúng ta làm lại nó sẽ tốt lên, nó sẽ tốt. Và nguyên tắc nó là thử và sai, nghĩa là thử thấy chưa được điều chỉnh, thậm chí thấy không đúng nó bỏ làm lại. Thì, và chúng ta để muốn có sự sáng tạo đó, chúng ta phải không ngại cái đó, chúng ta phải làm, dám dấn, cái nó gọi là learning by doing là vậy đó. Các bạn learning by doing, quá trình mình làm là quá trình chúng ta học hỏi và chúng ta thử nghiệm. Và các bạn thực ra các bạn khi các bạn làm khởi nghiệp cũng vậy, các bạn làm khởi nghiệp ở trong thực tiễn nó mở rộng thêm, các bạn làm khởi nghiệp cũng thế. Đầu tiên các bạn có ý tưởng kinh doanh, các bạn nghĩ là nó đúng, mình làm, và thậm chí là anh em bỏ tiền ra làm, nhưng quá trình làm đó bắt đầu nó mới dạy mình là thực ra cái ý tưởng bắt đầu nó không đúng, nó chưa chính xác, mà nó phải như thế này, thị trường nó dạy mình như thế này, đúng không ạ? Thì mới phải điều chỉnh, ngay lúc đó ta phải điều chỉnh, nó phải thay đổi liên tục, nghĩa là vậy. Như vậy thì chúng ta phải có cái bước này, bước thí nghiệm này. Như vậy thí nghiệm này thì để làm cho thí nghiệm được, thực ra nghĩa là gì, chúng ta phải cho những người khách hàng người ta dùng thử, nói nôm na là vậy, người ta dùng thử hay là người ta trải nghiệm thử và người ta góp ý cho chúng ta. Tại vì ai là người gặp vấn đề thì người đó là người nắm giữ cái chìa khóa để giải quyết cái vấn đề đó. Cái câu đầu tiên mà thầy giới thiệu với các bạn của Design Thinking đó, cái ý tưởng của Design Thinking nó là như vậy. Ai là người gặp vấn đề là người thì đối mặt vấn đề thì đó là người nắm giữ cái chìa khóa để giải quyết vấn đề đó. Như vậy thì chúng ta đưa ra ý tưởng kinh doanh bằng cách là mình dựa trên giải quyết cái vấn đề cho khách hàng, cho người dân. Như vậy thì
Bây giờ mình đưa giải pháp thì họ phải là người họ nói rằng cái này đúng không, cái này đúng với cái mong muốn của tôi rồi, đúng cái tôi cần rồi, hay là bảo không, cái này nó chật lất, nó không đúng. Như vậy thì chúng ta phải cho người ta trải nghiệm để người ta có ý để cho ý kiến. Vậy để người ta trải nghiệm được thì các bạn không thể đưa cái business model ra, đưa cái sơ đồ khái niệm ra, hay là đưa cái hành trình trải nghiệm ra để cho họ xem rồi kêu họ được hay không, nó không thực tiễn. Các bạn hình dung không? Bây giờ thì nói ví dụ như bây giờ thành phố Hồ Chí Minh xây cái metro, đúng không? Xây cái metro. Bây giờ các họ đưa cho các bạn một cái bản khảo sát mô tả cái metro là các bạn sẽ đi đến đó, các bạn xếp hàng mua vé xong rồi lên metro đi các thứ các kiểu như vậy, thì rồi hỏi các bạn như vậy được chưa? Thì mình góp ý thì thích góp ý thì góp ý thôi, nhưng mà nó cũng nó một cách gì đó khái quát thôi, chứ bây giờ làm sao mà tôi biết được được hay không, đúng không? Như vậy thì muốn được hay không nó phải cho tôi thử. Bây giờ ngon cho tôi leo lên đó tôi đi thử đi, để tôi góp ý cho. Các bạn hình dung vậy đó. Thì như vậy thì ta phải làm sao để làm cái như vậy. Nhưng mà thì làm sao bây giờ chúng ta chưa có sản phẩm, chúng ta chưa có giải pháp, làm sao cho người ta thử đây? À, như vậy thì phải làm sao cho nó sát với thực tiễn, sát với thực tiễn để người ta thử, để người ta góp ý. Như vậy thì để cho các bạn mà có thể mô tả được cái giải pháp của các bạn một cách chân thực nhất, thì các bạn phải viết cái giải pháp của các bạn thành một câu chuyện, viết thành một câu chuyện. Như vậy câu chuyện đấy viết dựa trên đâu? Dựa trên cái hành trình trải nghiệm của các bạn mà chúng ta của cái cuối trường bài mà thầy giới thiệu nãy đó, cái hành trình trải nghiệm đó, dựa trên hành trình trải nghiệm đó các bạn viết thành một câu chuyện ngắn về cái giải pháp của các bạn, và nhân vật chính là ai? Chính là cái nhân vật khách hàng mà chúng ta mô tả ở cuối giai đoạn 2. Câu chuyện mà trong đó nhân vật chính là khách hàng, là cái người ở cuối giai đoạn 2 đó. Cái khách hàng đó người ta đi toàn bộ từ đầu đến cuối giải pháp của mình, họ cảm nghiệm như thế nào. Như vậy các bạn viết câu chuyện để làm gì? Để các bạn hình dung ra. Bây giờ là các bạn hình dung thay vì cái hành trình trải nghiệm là một rồi, nhưng bây giờ hành trình trải nghiệm đó phải được mô tả ra thành rất cụ thể, thành một câu chuyện đàng hoàng. Như vậy các bạn biết là ý tưởng kinh doanh của chúng ta muốn chu đáo, thấu đáo, các bạn phải hình dung nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nó là một câu chuyện kinh doanh của giải pháp của các bạn, và các bạn phải hình dung được toàn bộ cái câu chuyện đó thì các bạn mới triển khai được. Và nếu như mà chúng ta chỉ dừng lại ở mức các cái ý tưởng này tự dòng thôi, chúng ta rất khó để ta triển khai. Các bạn phải tưởng tượng được, và muốn tưởng tượng được gì, ví nó thành câu chuyện hoàn chỉnh và câu chuyện cái giải pháp của các bạn với nhân vật là với nhân vật chính là cái nhân vật khách hàng chúng ta đã xây dựng đó. Nhân vật chính gì đó như vậy, là nhân vật chính trải nghiệm này như thế nào, từ đầu cuối thế nào, và đó là cái thứ nhất này. Như vậy thì cái việc tiếp theo mà các bạn phải làm là các bạn phải viết được câu chuyện giải pháp. Việc thứ ba, viết được câu chuyện rồi, như vậy câu chuyện giúp ta hình dung được toàn bộ cái giải pháp của mình một cái tổng thể hết rồi. Có cuộc các bạn viết được câu chuyện là chắc chắn các bạn sẽ hình dung được cái giải pháp của mình một cái hoàn thiện. Thì cái yêu cầu tiếp theo đó là như vậy thì câu chuyện này, nhưng mà nếu như các bạn giống như nó có hai trường hợp, các bạn đọc truyện ngắn, các bạn đọc truyện ngắn chẳng hạn. Nhưng mà thì các bạn đọc truyện ngắn thì bạn đọc như vậy thì nó kích thích cái trí tưởng tượng của mình á, và mỗi người đọc có thể là có tưởng tượng khác nhau do dùng ngôn từ này kia, cách viết này kia, nó tưởng tượng mỗi người đọc mình hình dung trong đầu nó khác nhau. Có người cảm nhận tốt đọc ô hay quá, có người không cảm nhận tốt đọc thì nó thấy nó bình thường, đúng không? Như vậy làm sao để mà như vậy chúng ta cũng chưa thể đưa câu chuyện này cho khách hàng kia, họ đọc đi rồi họ cho ý kiến cũng chưa được, mà phải thành trực quan. Là thành trực quan, thành trực quan là như vậy, đó là cái design thinking, là các bạn phải hình dung câu chuyện này thành các cái
câu chuyện, nhưng mà nó là cái truyện tranh. Các bạn phải biết, mỗi thay vì là truyện ngắn thì bây giờ nó phải biến thành cái truyện ngắn, nó phải biến thành một cái truyện tranh. Tranh bạn nhiều không, thành truyện tranh. Nhưng mà thì các bạn mới hình dung là như vậy, thì trong từng cái bối cảnh đó, và đương nhiên như là cái hành trình trải nghiệm nó sẽ hỗ trợ các bạn cái này rất là tốt. Từng cái bối cảnh đó sẽ có những ai tham gia vào và cái khung cảnh nó như thế nào, các bạn hình dung nó. Và cái này để các bạn truyền tải được cho người dùng, khách hàng của mình đó, thì các bạn phải đóng vai. Như vậy trong thực tiễn đó, các bạn nếu như mình có tiền, mình có thể thuê những người mà họ làm chuyên nghiệp về đạo diễn, về nghệ thuật đó, họ đóng vai cái câu chuyện của các bạn để các bạn trình chiếu. Ví dụ như chúng ta làm thành một cái đoạn video clip về cái giải pháp của các bạn, và cái video clip này đó là gì, đó là thông qua đóng vai. Và đây là cái yêu cầu của thầy đối với các bạn đó, là các bạn phải đóng vai để các bạn làm cái đoạn video clip về câu chuyện của các bạn nha. Trong thực tiễn thì chúng ta có nhiều hình thức khác bên cạnh cái chuyện đóng vai. Và hệ thực tiễn là gì, chúng ta có thể cho khách hàng người ta đóng vai, người ta tham gia trực tiếp vào luôn đó. Ví dụ như là quá trình mình làm đó, mình có thể bây giờ nó có công nghệ thực tế ảo đó, như vậy mình có thể kết hợp với thực tế ảo vô cho người ta được trải nghiệm thông qua thực tế ảo thôi, mình chưa làm mà. Như vậy cho họ trải nghiệm, họ đeo kính thực tế ảo vô xong rồi họ trải nghiệm y thật. Nếu mà làm được như vậy rất là tốt, thì lúc đó người ta sẽ hình dung cái giải pháp của các bạn rất là tốt. Còn nếu chúng ta chưa có những cái trường hợp mà chưa thực tế ảo được, thì chúng ta có thể dùng cái đoạn clip để chiếu cho người ta xem, mà lúc đó người ta sẽ cảm nhận được sát hơn. Mục tiêu như vậy mình làm cái đoạn clip. Như vậy cái hành trình trải nghiệm người dùng, nhắc lại cái hành trình trải nghiệm này, từ hành trình trải nghiệm này các bạn đóng nó thành cái câu chuyện các bạn, thành câu chuyện. Nó là cái câu chuyện là các bạn chiếu đoạn clip ra, ở đây yêu cầu các bạn là có đoạn clip. Rồi mục tiêu chúng ta cuối cùng là gì, nó gọi là cái co-creation, đúng không ạ? Nghĩa là liên quan đến việc là chúng ta sẽ mời khách hàng chính là người họ cho ý tưởng cho mình. Thay vì chúng ta ngồi chúng ta brainstorming với nhau để kiếm ý tưởng, bây giờ cái đối tượng tham gia như nữa là gì, là khách hàng, họ phối hợp với chúng ta để họ cho ý tưởng. Rồi cho ý tưởng bằng cách nào? Cho ý tưởng bằng cách đó là mình trình diễn cái giải pháp của mình, người ta xem, hay là họ được trải nghiệm tham gia vô. Rồi bắt đầu các bạn sẽ cho họ cái tờ giấy với cái viết, đúng không ạ? Thì các bạn hỏi họ mấy cái ý như thế này, à, thì nói nhanh thì các bạn có thể đọc thêm rồi đó. Bạn hỏi họ mấy cái ý trong quá trình làm. Thứ nhất là cái ý tưởng nào tốt, không tốt, tại sao? Đúng không? Đây này. Bạn thích cái gì, hỏi hỏi đơn giản như là họ thích tốt cái gì, ở đây thích cái gì, thứ hai là không thích cái gì, và thứ ba là cái gì cần phải cải tiến trong cái giải pháp của mình. Hỏi họ ba cái ý như thế. Và đương nhiên là cái quá trình chúng làm, chúng ta cũng nói là chúng ta hỏi nhiều khách, mời nhiều khách hàng đấy họ trải nghiệm, họ cho ý kiến chúng ta, rồi chúng ta có thể phỏng vấn sâu họ thêm là tại sao họ không thích cái đó, tại sao họ thích cái đó, tại sao họ muốn cải tiến như thế nào. Chúng ta có thể phỏng vấn sâu dùng nghiên cứu định tính thôi, đúng không? Rồi sau khi đó thì các bạn mới điều chỉnh lại giải pháp của chúng ta dựa trên cái ý tưởng khách hàng đó, điều chỉnh lại. Và cái quá trình này thì vẫn cứ làm là gì, làm định tính thì nó nhanh, nó nhanh ha. Tại vì các bạn mấy phần trước yêu cầu bạn làm nó giống như vậy rồi, nghĩa là từ các ý tưởng của khách hàng nào mình phỏng vấn sâu thêm và mình ghi chú được những cái ý của họ. Và sau đó mình tổng hợp lại các khách hàng, tổng hợp ý khách hàng lại, như vậy nó có những điểm chung gì là họ không thích, đa số người ta không thích cái gì trong giải pháp của mình, đa số thích số nhiều là họ thích cái gì và tại sao như vậy, đa số là họ muốn mình cải tiến như thế nào. Như vậy các bạn tổng hợp những ý đó lại rồi bắt đầu các bạn mới điều chỉnh cái giải pháp của mình. Và sau khi các bạn điều chỉnh rồi thì đó chính là cái giải pháp
cuối cùng của các bạn đó. Bây giờ nó mới là giải pháp cuối cùng để chúng ta có thể đem ra triển khai, làm để triển khai cái ý tưởng kinh doanh của chúng ta. Và các bạn sẽ làm cái việc cuối cùng đó là các bạn phải, bây giờ bắt đầu các bạn mới ráp vô là các bạn đưa cái giải pháp cuối cùng đó thành cái, các bạn, cái mô hình kinh doanh, cái business, cái sơ đồ khái niệm cộng với lại cái mô hình kinh doanh vô để chúng ta hình dung, ta sẽ triển khai giải pháp như thế nào trong thực tiễn. Đó, như vậy hôm nay là đến đây là như thế. Rồi các bạn có thắc mắc gì không ạ? Thầy giới thiệu như vậy có rõ không? Các bạn không có thắc mắc gì không? Thấy khó hiểu không? Có nói nhanh quá không? Rồi, nếu không có gì thắc mắc thì thầy sẽ ra bài tập để các bạn làm trong buổi cuối ha, buổi cuối sắp tới. Thì buổi cuối nếu mà như mà chắc thì này chắc chưa có học online offline rồi. Chúng ta phải online tiếp rồi, có thể. Còn nếu mà offline được càng tốt, ở trên lớp thì rất là tốt. Rồi, các bạn theo dõi bài tập của thầy ha. Thầy gõ bài tập luôn, các bạn theo dõi, các bạn sẽ hình dung là yêu cầu các bạn như thế nào. Là 11. Các bạn thử nghiệm mình cho nó dễ các bạn. Như vậy thì sẽ yêu cầu các bạn vẫn có thể điều chỉnh giải pháp ha. Nếu như mình cảm thấy mình làm nó không được, mình làm nó chưa ngon. Với tứ giải pháp ở quý đoạn 3, anh em phải làm mấy việc như thế này. Thứ nhất là thiết lập cái hành trình trải nghiệm. Nói người dùng mà khách hàng đấy các bạn. Cái việc thứ hai, viết câu chuyện giải pháp. Thứ ba, và cái business model kia thì để hôm sau đi, hôm nay thì nhiều quá các bạn làm không hết. Và một cái video clip để trình diễn giải pháp của nhóm dựa trên cái hành trình trải nghiệm của người dùng hay các bạn. Với câu chuyện giải pháp đó, các bạn sẽ viết, các bạn sẽ làm một đoạn clip, các bạn có thể đóng vai, đồng thời các bạn kết hợp thêm một số cái kỹ thuật để các bạn lồng ghép các cái video clip mà mình cắt dán ở bên ngoài đó để nó minh họa cho câu chuyện của chúng ta thôi, làm sao cho nó sinh động.
tuần tới ha, tuần tới mình là ngày 17 đúng không ạ? Thứ hai là 17, như vậy 16 các bạn nộp ha. Các bạn chỉ nộp câu 1 và câu 2 thôi, tại vì câu 3 cái đoạn clip này nặng lắm, các bạn chiếu lên thôi, chứ còn các bạn đưa lên YouTube thì sau này các bạn cho đường link như thầy, chứ còn bây giờ mà đưa lên nó thì nó sẽ nặng, rất là nặng. Câu 2 câu 3 thôi nha. Còn video clip này thì chiếu vào cái buổi học tiếp, buổi học sắp tới. Thầy sẽ đưa lên một cái mẫu cho các bạn hình dung về cái câu chuyện giải pháp. Thầy chiếu trước này, thầy sẽ đưa lên trên web sau ha, cái mẫu như thế này. Thầy có một cái nhóm người ta học, người ta làm rồi, thầy sẽ lấy cho các bạn. Cái này có phải không? Đây, ví dụ mẫu đây là một cái rất là đơn giản, nhưng mà khi người ta làm xong thì thấy rất là hay. Như cái bài của cái nhóm này đó, anh Dung họ có sơ đồ khái niệm, họ vẽ đây, thì yêu cầu lúc đó thì không có vẽ nhiều cái. Đây là cái câu chuyện giải pháp của họ này, thì các bạn này tham khảo ha, lấy xuống các bạn tham khảo giải pháp thì nói sơ sơ để thầy chiếu đoạn clip của họ các bạn xem. Cái câu chuyện giải pháp này đó là họ nói về cái vấn đề đó là cái tàu du lịch từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và đi về đó các bạn. Như vậy đi từ Vũng Tàu ra Côn Đảo đó là nó dài 4 tiếng hồ ạ, và 4 tiếng đó thứ nhất là ngồi gì nó chán, thứ hai nữa là nhiều người bị say sóng cho nên là người ta rất là ngán đi cái đó, người ta rất ngán. Và chính vì vậy thì nhóm mà cái nhóm này họ họ đưa cái design challenge của họ đó là làm sao để mà cái người khách mà đi du lịch Vũng Tàu Côn Đảo đó cảm thấy vui vẻ hài lòng khi mà đi 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 sử dụng cái dịch vụ tàu để đi như thế. Thì đây là họ sẽ họ có câu chuyện giải pháp mà các bạn, cái giải pháp họ viết thành câu chuyện này. À, các bạn hình dung không? Có câu chuyện thầy sẽ đưa lên cho các bạn xem ha. Câu chuyện giải pháp của họ này, họ viết đó. Rồi. Thì câu chuyện này nó được thể hiện thành cái video clip. Các bạn chờ chút để thầy mở cái đoạn clip mà các bạn hình dung ra để các bạn làm cho nó đúng. Nên nó còn cái đường link không ạ? Đây.
không con đấy nó mà có thể thầy copy cái link này đi ra cái web trang web ngoài. Khi mà làm các bạn chú ý cái âm thanh nha, âm thanh nó dễ bị nhỏ lắm, cái khúc này nó bị nhỏ. Lướt nhanh cho nó xíu cho nó nhanh để mất thời gian. Đây là cô đang review, đang đọc cái review của các anh chàng khoai lang thang. Review về cái chuyến tàu mà cô này là có trải nghiệm là cô đi đi tàu là cô bị say sóng một lần, cô ớn lắm rồi. Nhưng bây giờ đang review lại thế là người ta khen rất là tốt. Bây giờ có một người bạn rủ đi. Có người bạn rủ đi nha, thầy nói nhanh nhanh như vậy để các bạn hình dung. Mình khỏi mất công mình xem hết. Sau này là quyết định đi nha, nghĩa là đi luôn. Các bạn thấy người ta dùng cái kỹ thuật để ghép những cái clip khác vô, nhưng mình cũng phải quay hết đâu, mình ghép những cái clip khác vô. Như là người ta không quay mà cái này người ta lấy của bên công ty tàu du lịch Trung Quốc thôi.
Thì đó là cái mà thầy demo cho bạn xem thử. Thầy sẽ đưa lên, thứ nhất thầy đưa cái đường link này lên, rồi đưa cái file mô tả câu chuyện lên để các bạn có thể hình dung chúng ta làm. Đó, thì tại vì chúng ta không có điều kiện làm cái khác, chúng ta làm cái đoạn clip vậy để chúng ta hình dung, và chính cái đó nó sẽ thể hiện được cái giải pháp của mình một cách trực quan nhất, và nghĩ về người dùng người ta sẽ trải nghiệm và người ta cho ý kiến. Các bạn có thắc mắc gì có thể hỏi nha các bạn. Thầy sẽ đưa cái đường link này vô. Câu chuyện giải pháp mình có thể mình dùng gì đó, đưa đường link vô các bạn có thể lên để bạn xem ha, để bạn hình dung có ý tưởng. Rồi đưa một cái file, là file cái ví dụ về biết cái câu chuyện giải pháp. Đây câu chuyện giải pháp, đây lấy cái ví dụ cho các bạn dễ hình dung ha. Rồi, đó là những cái phần mà các bạn tài liệu để cho các bạn có, cũng như là cái yêu cầu để các bạn làm bài tập cho buổi tới. Như buổi tới là buổi cuối cùng rồi, đây chịu khó làm để chúng ta có được cái ý tưởng của mình. Và đây là cái các bạn làm đến đây á, bắt đầu là những cái trải nghiệm của các bạn nó rất là tốt. Nhưng mà các bạn thấy là mặc dù lúc trước thì chúng ta làm từng miếng ghép một, chúng ta khó hình dung và các bạn cũng thể chưa hình dung thì chúng ta cảm thấy nó hứng thú. Nhưng mà khi đến đây thì các bạn sẽ hiểu được cái ý nghĩa là của những cái phần việc trước mình làm như thế nào. Và nếu những cái phần việc trước mình làm tốt thì đến giờ này chúng ta sẽ có những giải pháp nó cực kỳ là mới mẻ, sáng tạo, độc đáo. Đó mới là cái để chúng ta có thể có được triển khai được kinh doanh này. Chứ còn nếu mình suy nghĩ theo lối mòn đó, các bạn hình dung không, mình theo lối mòn thì các bạn không thể đưa ra, rất là khó để đưa ra một ý tưởng kinh doanh thành công. Tại vì lối mòn là những cái người ta đã làm rồi, và bây giờ các bạn làm sau mà các bạn làm lại, mà đặc biệt là mình khởi nghiệp mà mình nhỏ xíu thì sao mình làm lại người ta được. Nếu các bạn không có gì độc đáo, các bạn phải có những cái gì đó rất là độc đáo, đặc trưng thì các bạn mới có thể làm được. Thì nếu chúng ta làm tốt đến đây, các bạn sẽ có thể có những cái ý tưởng rất là tốt để các bạn triển khai. Rồi các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Bạn nào hỏi cứ bật mic lên hỏi. Thời gian thì thầy không có giới hạn cái thời gian đâu, nhưng mà các bạn làm sao để tôi diễn tả được cái giải pháp của mình. Các bạn lưu ý thế này, thầy lưu ý là cái này cũng là kỹ thuật sau này các bạn làm, nghĩa là khi làm video, các bạn làm video á, đừng quay lời thoại nói chuyện với nhau nhiều, tại vì nó chán lắm. Thứ nhất là chúng ta khó có kỹ thuật để chúng ta có thể thu âm mà nó trong, cái âm thanh nó trong được, khó rồi.
Thứ hai nữa là nghe nói nhiều chán, giống như mình xem phim, các bạn xem phim truyền hình mà các bạn cứ thấy người ta ngồi nói chuyện với nhau hoài là chúng ta chán lắm. Như vậy thì cái giải pháp mình ấn tượng là các bạn phải dùng các hình ảnh, các hình chỗ nào khó hiểu thì các bạn có thể dùng lời thoại để các bạn dẫn. À, còn không đó là chúng ta dùng những hình ảnh để mình minh họa tới tới ví dụ giả sử như nói về cái app thì các bạn phải chiếu được cái giao diện của app lên, cài đặt như thế nào thì các bạn phải có được cái video cài đặt. Ví dụ giờ thì nói chưa, giả sử như mình tuy nhiên là cái kỹ thuật mình có thể mình cắt dán đâu đó, nhưng mà phải làm sao cho thấy được cái hình ảnh nó trực quan, chứ còn đừng có nói hay bắt hình dung thì còn thua đọc câu chuyện nó còn hơn. Các bạn hình dung không? Cố gắng dùng nhiều hình ảnh để các bạn mô tả, là vì bản chất của cái bộ phim đấy là gì, là kể câu chuyện bằng hình ảnh, nên tránh trường hợp dùng thoại quá nhiều, càng ít thoại càng tốt. Có khi chỉ cần là những cái hình ảnh thôi là các bạn đã mô tả là kể được câu chuyện đó rồi. Như vậy thì dùng cái kỹ thuật hình ảnh thì các bạn phải dùng kỹ thuật tốt chút, chịu khó tìm tòi thông tin rồi cắt dán những cái phù hợp. Nhiều khi mình cắt những cái khác, những đoạn video khác nhưng mà mình cắt một khúc nên nó đưa vô nó phù hợp với cái bối cảnh của mình. Tùy theo các bạn làm, các bạn có thể làm 5 10 phút, thì nghĩ chắc là 10 phút này chắc cũng hết cỡ, 10 phút hoặc 15 phút thì hơi dài. Nếu mà làm 15 phút thì cũng được, nếu như chúng ta có câu chuyện mình dài thì nghĩ chắc nó không tới đâu. Các bạn mà làm được 15 phút là khai ghê lắm. Rồi, có thắc mắc gì nữa không các bạn? Nếu không có thắc mắc gì nữa thì hôm nay là chúng ta kết thúc ở đây. Vậy các bạn tìm hiểu rồi bắt đầu phối hợp làm bài tập nha. Cái đoạn recording này thì thầy sẽ đưa lên trên web, trên cái lớp của mình, LMS của mình.